Thời gian gần đây, người dân Hà Nội đã có thêm một phố đi bộ tại đường Trần Nhân Tông, kết nối thẳng với công viên Thống Nhất sau khi gỡ rào công viên tại khu vực này. Tại khu vực này cũng đã trang trí chào đón Xuân Quý Mão. Điểm đáng chú ý là tượng mèo được đặt ở gần công cổng công viên Thống Nhất có hình thù rất kỳ lạ. Tượng mèo mặt hướng ra cổng công viên Thống Nhất cao khoảng 2m, dài gần 3m, được quấn bằng dây ni lông. Theo nhận xét của người dân, nhìn tổng thể bức tượng không giống mèo đời thực bởi phần tai quá dài trông giống cáo thiết kế màu sắc cũng không được đẹp mắt phần đuôi mèo được làm cuộn lên phía lưng và trang trí điện nháy vào ban đêm tượng mèo nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân mỗi khi vào công viên đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên thống nhất cho biết khung con mèo trước đây được nước ngoài tài trợ và tiến hành trồng hoa ở bên trong thời gian qua khi cắt cây đi công ty đã mua dây ni lông về để công nhân tự quấn vẽ thành hình con mèo như hiện nay với chi phí khoảng 3 đến 4 triệu đồng.